Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Vâng, xin chào tất cả anh em Vợ Lâm 2. Và hiện tại thì Long vừa đi TLT về kiếm hàng tỷ kinh nghiệm với đi TLT miễn phí. Và hiện tại thì có một bạn Nguyễn Thắng ở trên Facebook thì đang nhờ Long ra bán ác đường môn dư môn dùng. Thì Long đã nhận lời và cái ác đó đang ở bên Phục Hổ. Vâng, bạn nào có nhu cầu mua thì hãy PM Facebook thì Long có để bên dưới phần mô tả. Thì ác này giá rẻ thôi và Long sẽ giới thiệu ngay và chứng minh thì ác đó đang ở bên Phục Hổ. Và Long sẽ vào ác nhé. Đây, Long đã vào sẵn rồi. Vâng này các bạn này, bác ác tên là Thiên Dương, Thiên Đường Màn Hoa. Vâng, đấy tương tự vậy. Ác này thì tài sinh 7 cấp 94 này, tài sinh 7 cấp 94 và đang ở server Phục Hổ. Đây server Phục Hổ này đấy. Và bạn nào mà có nhu cầu mà mua thì các bạn có thể đi TNT cùng Long thoải mái trong việc cày cấp luôn. Và đấy, ác này có cả lón hào hiệp vô hạ cộng 7 này, đã khảm hai lỗ và khảm hai lỗ luôn này, giảm độ thương 3 này. Cái nón này, áo thì chiến cuồng này, quần thì hào hiệp vô hạ này. Đấy, các bạn có thể xem. Vâng, nếu mà bạn ấy cày ác này thì chắc chắn là được cái áo cả vô hạ thôi. Ngọc Linh Đồ này, đấy, đã đang chế độ là đục nỗ và khảm này, đang chờ, đấy. À, vũ khí chiến cuồng cộng 7, vâng, đã khảm đá rất là ngon. Đá 6 này, đấy các bạn xem, tăng tốc đó. Ngoại công tăng 120, 25 này, đấy, ngoại công tăng 125, cả 3 đá luôn, rất là ngon. Mật tịch thì đây, mật tịch đây, em này thì văn sức thì chắc cậu ấy tháo thôi, nhưng mà với giá rẻ các cậu yên tâm, về có cả đá này, đá ba này, đấy, quần này, ôi quần nội ngon chưa các bạn này, phái nội này, cái này mua cho ác ạ. Phái nào phái nội rất là ngon đây này, bà đảm cái này mà bán được rất là nhiều vàng luôn này. Nội công tăng 16 này, nội công tăng 12 này, và nội phòng tăng 3% luôn, tấn công di chuyển bản thân 30%. Vâng, ác này mà phái nội chơi rất là ngon. Đấy, các bạn có thể xem, đấy, rất là nhiều, có cả huy chương này, quần áo búp này. Vâng, đặc biệt là cái ác này đang là tài sinh, 7 cấp 94. Về kim xà thì kim xà 4 cấp 7 và chưa mở quá, mới cấp 1 trên cấp 1 thôi. Nhưng mà các bạn mua về thì là có thể, đây là lăng bộ, lăng 3 vi bộ toàn tập này. Lăng 3 vi bộ toàn tập này đang luyện lên cấp 4 rồi. Và cái này thì các bạn có thể luyện tiếp và sẽ không bao giờ xịt nhé. Lăng 3 toàn tập thì là luyện không xịt. Và các bạn có thể ủy thác thoải mái luôn. Bên trong này có rất là nhiều đá luôn này. Để Long xem này. Còn rất là nhiều đá. Long này Long không biết chơi phái đường môn. Và có phi tiêu xong là làm choáng này. Hoặc là làm cái ô tung lưới ra đấy. Thì có rất là nhiều chiêu. Và cái tiêu của nó thì có chức năng là đẩy cả lùi, choáng loạn này, mê ngủ luôn này. Rất là nhiều, mỗi tội là Long gà không biết chơi thôi. Đây, xét kiến cuồng này các bạn ạ, cộng 7 luôn này, đấy. Vâng, cho các bạn xem sơ qua chân khí này. Thì đường môn chơi ngoại công mà, và sát thương. Thì các bạn có thể tẩy kinh mạch như này, vâng, rất là đúng luôn. Ác thì đã lên võ tôn thôi. Các bạn có thể là cày và đây, kinh thiên khí ở đây rất là nhiều, chưa kích hoạt hết và có khả năng kích hoạt được. Vì kích hoạt đến dòng này thì nó chưa đòi là kinh mạch đồng nhân. Nên là các bạn có thể kích vào. Bằng bạn nào mua về hãy kích và Long không kích vào. Đấy, ngoại trang này các bạn này, đấy. Vâng, ác này rất rẻ, tài sinh 7 cấp 94. Một em đường môn. Vâng, rất là đây là nữ này gọi là kiều nữ. Vâng, rất là xinh gái. Đấy, các bạn có thể xem này. Đấy. Vâng, giá ác này thì bạn ấy bán giá bao nhiêu thì bạn có bán ra là bán với báo giá là ác này. Vâng, ác đâu để ông xem sơ qua.
Vâng, để Long lên Facebook. Vâng, bán giá với là 3K5, 3K5 xu đấy, tương đương với 350.000, có nghĩa là 350k Việt Nam đồng ấy. Đấy, bạn nào mua có thể là mua theo chế độ là xu hoặc là chuyển tài khoản cũng được nhé. Vâng, các bạn có xu thì các bạn mua thẻ Zing các bạn đổi được thoải mái luôn. Vâng, link Facebook của muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với chủ app, Long sẽ để bên dưới phần mô tả, bên dưới video. Bạn nào mua thì hãy mở ở bên dưới phần mô tả thì có link Facebook của chủ app đấy, thì các bạn cứ PM. Vâng, Long sẽ mở lại cho các bạn xem một lần nữa, đó là đấy nón này đấy. Thì Long giới thiệu sơ qua thôi, bạn nào mua thì hãy comment bên dưới video. Thì app này không có văn sức này, đấy kinh mạch này, nó chỉ có thế thôi. Vâng, xem cho các bạn xem thủ hố khoa có những gì không nhé. Vâng, đá đùng này, đá trong này xem nào, rất là nhiều. Vâng, ác này chắc chắn là bạn ấy cũng đi TNT rồi, kiếm rất là nhiều đá luôn. Đá 4 này rất là nhiều, đá 1, 2 lại càng nhiều nữa. Đây trong này còn rất là nhiều đồ luôn. Đấy, có cả hiệp nghĩa chi chương để các bạn này lên tín vật này, kinh mạch đồng nhân này để các bạn kinh mạch cảnh giới tầng 4 này, rất là nhiều. Đấy. Vâng, tín vật này thì tín vật cấp 3, tín vật của làm sự kiện nó sẽ cho. Vâng, ác nó chỉ có thế thôi. Vâng, đặc biệt nó đang ở bên server phục hổ nhá. Vâng, bạn nào mua thì có thể là đi PM cho Long, anh em mình cùng đi TLT này, đấy kiếm kinh nghiệm này, cày cấp này rất là nhiều. Đây, ác của Long Cùi thì đây, ác quả long cùi thì rất là gà luôn các bạn này. Nhưng mà long đang cày lên cấp, đây là chuyển sinh 9, cấp 89 thôi. Và sau này là, và mai chỉ ngày mai thôi, ngày mai sẽ lên là chuyển sinh 9, cấp 90. Đây mở cho các bạn xem luôn, chuyển sinh 9, cấp 10, sinh 9, cấp 89 này. Và các bạn này chỉ còn là 2% nữa sẽ lên cấp 90, và nó không biết là tốn bao nhiêu cái hồi tin đơn. À, nên cấp 8, 89 thì đã mất 9 cái hồi tin đơn rồi. Còn đến cấp 90 thì chắc là mất 9 cái hoặc 10 cái đấy. Vâng, là tốn rất là nhiều hồi tin đơn. Và đang có một cái bao tay này các bạn này, bao tay nội công tăng 10% này, thân pháp tăng 14 này, bỏ qua phòng ngự đối phương 15 này, và đặc biệt là có khảm được cái ba lỗ này. À, Long đã khảm sát thương. Và cái ô thứ ba thì đang kiếm sát thương dòng thứ đang tìm đá 6. À, đá 5, đá 6, nhưng đá 5 nhưng mà chưa có, chưa ép được. Và kim xà thì rất là cùi, mật tịch thì đặc biệt là mật tịch thì chưa tiến cấp đấy các bạn này. Đấy, chưa tiến cấp nên đá nó không được giáp, nhưng mà vui chơi đấy, ổn ninh thì ổn ninh 7 luôn này. Đấy, các bạn nào mua thì phái đường môn ấy, thì các bạn có thể là chơi cùng, giải trí cùng nhau, các bạn có thể là đi tàng kiếm này. À, anh em đi tàng kiếm vui chơi này, hoặc là đi TNT, đi phó bản này đấy. Và đặc biệt Long sẽ hứa hẹn với các bạn là trong việc đi TNT nhé, các bạn có thể đi cày cấp cùng Long luôn, Long bảo đảm. Vâng, bởi vì là các bạn khác phái với Long là các bạn có thể đi cùng được và kiếm được kinh nghiệm rất là nhiều. Vâng, không à, vâng, ác nó chỉ có thế thôi. Vâng, Long xin tạm biệt các bạn nhé. Bạn nào mua thì hãy comment bên dưới phần mô tả video, thì có cái link Facebook của Nguyễn Thắng ấy, chủ app là Nguyễn Thắng mà. Long sẽ để link video, link Facebook của bạn ấy ở đấy. Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong Võ Lâm 2. Bye bye các bạn nhé. Vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video khác. Bye bye.